quý vị và các bạn đến với một điểm đến của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Ninh Thuận, ngoài nắng và gió, những tháp Chăm cổ kính, những bãi biển đẹp nên thơ, thì Ninh Thuận còn lôi cuốn du khách bởi những món ngon riêng đặc trưng ở vùng đất này. Và trong đó có món thịt cừu đã làm lôi cuốn bao nhiêu du khách. Và hiện tại Ánh Xuân đang có mặt tại 123 Trần Quang Diệu, quán Cừu Ô Vương. Và bây giờ Ánh Xuân mời quý vị và các bạn cùng Ánh Xuân khám phá xem món ăn này có gì ngon mà lôi cuốn bao nhiêu du khách đến như vậy nhé. Nắng, gió đã tạo sự khác biệt của vùng đất Ninh Thuận. Chính sự khắc nghiệt của đất trời, Ninh Thuận đã trở thành thánh địa của loài cừu. Cừu là vật nuôi dễ, thức ăn chủ yếu là những ngọn cỏ mới nhô lên. Khi thời tiết khô hạn, chúng ăn cả xương rồng. Chúng thích nghi với mọi địa hình, từ đồng bằng đến đồi núi. Thịt cừu được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, giàu đạm, tính mát, mùi vị thơm ngon đặc trưng, chứa nhiều sắt, cơ thể dễ hấp thu, cải thiện khả năng ghi nhớ và tập trung của não. Thịt cừu còn chứa nhiều kẽm, vitamin B12 giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol và ngừa loãng xương. Loại thịt thượng hạng này có chứa nhiều axit béo, đặc biệt tốt trong việc giảm mỡ và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thịt cừu không chỉ được ưa chuộng bởi sự thơm ngon, thịt mềm, có mùi vị đặc trưng mà giá trị dinh dưỡng lại rất cao. Và tuy nhiên thì cách sơ chế cũng như chế biến rất quan trọng. Đây cũng chính là bí quyết mà cái đầu bếp dùng để tận dụng tối đa hết các giá trị dinh dưỡng có trong thịt cừu đó các bạn ạ. Và bây giờ Ánh Xuân mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Và bên cạnh Ánh Xuân ngay lúc này là anh Vương, chủ quán Cừu Ô Vương. Xin chào anh ạ. Chào anh em. Có thể chia sẻ cho Ánh Xuân cũng như là quý khán giả được biết cách sơ chế và chế biến cừu như thế nào để có được miếng thịt cừu thơm ngon nhất không ạ? Cách chế biến thì nó cũng đơn giản thôi em ạ. Chỉ quan trọng mình là chọn nguyên liệu, chọn những con cừu tơ vừa đủ tuổi, rồi thịt cừu phải mập thì cái thịt nó sẽ được thơm ngon. Trong quá trình chế biến á, thì mình lấy những cái gân máu, những cái mỡ thừa của nó ra đi thì nó sẽ cái miếng thịt nó sẽ không còn hôi bùi nữa. Tuy nhiên nó cũng phải có cái gia vị đặc trưng riêng. Để mà có được cái gia vị đó thì tẩm ướp vô trong miếng thịt này để nó tạo cái thịt mềm mềm hơn và có cái độ thơm. Như vậy thì cái mùi hôi nó sẽ không còn. Và trong các món cừu thì thực khách đến đây thì họ sẽ ưa chuộng món nào nhất anh ha? Cừu thì ở quán mình rất là đa dạng, nhiều món lắm, nhưng mà chủ lực chính vẫn là thịt cừu nướng và cừu nấu nho xanh là cái đặc sản mà kết hợp giữa hai cái món cừu với nho là cũng tạo thành món đó, là khách nào cũng phải ăn thử cho biết. Và cái hấp dẫn nhất là cái mùi thơm từ thịt cừu nướng. Em biết cừu nướng mà ngon nhất là lúc nào không? Lúc nào là lúc mà đang nướng xong mà ăn một miếng nóng ngay tại chỗ luôn. Wow. Anh sẽ thử cho em coi nha. Dạ. Thơm lắm. Đã. Wow. Và Ánh Xuân không thể đợi thêm nữa rồi, Ánh Xuân sẽ thưởng thức ngay để xem mùi vị nó như thế nào các bạn nhé. Thịt cừu thì rất là mềm và béo. Ngon thiệt anh đó. Cái lá này là lá xào dông hả? Cái lá này là lá xào dông. Cái tên Nhật của nó là tên Omi. Cái lá Omi. Nhưng mà nhà mình ở đây kêu lá xào dông. Bởi vì dạ, trước đây cái lá này ăn với thịt dông nên dân địa phương gọi là lá xào dông. Con cừu nó cũng mê cái lá này lắm. Mê con cừu ăn cái lá gì thì mình ăn thịt cừu ăn với lá đó là ngon. Ăn cái lá này em thấy nó có mùi thơm thơm thề thề như cái mùi bạc hà. Đúng rồi. Mà nó cũng gần giống như lá mắc mật người Bắc. Đặc sản Trường Giang. Quý vị và các bạn ơi, ngoài món cừu nướng mà Ánh Xuân vừa thưởng thức ra thì còn có món cừu nấu nho. Khi mà thực khách đến đây cũng rất là ưa thích, bởi vì thớ thịt rất là mềm, thơm. Khi mà ăn một miếng rồi thì chỉ muốn ăn thêm một miếng nữa thôi. Ngoài ra thì tại quán này còn có các món như là phá lấu cừu,
chả giò sa kê cừu, sườn cừu, lẩu sa tế Hồng Kông, thịt cừu hun khói, chạo cừu. Cũng là những món đặc trưng mà quý khách không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức thịt cừu. Quý vị và các bạn thân mến, khi đến Ninh Thuận thì quý vị và các bạn có thể tìm kiếm những quán cừu như thế này tại khu K1 hay đường Ngô Gia Tự, hoặc chính tại địa điểm mà anh Xuân đang có mặt, 123 Trần Quang Diệu, sau lưng công viên 16 tháng 4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Và cùng bạn bè lai rai món thịt cừu trên chính vùng đất được xem là thủ phủ của loài cừu như thế này thì còn gì bằng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.